Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, đêm 12 tháng 9, ông Nguyễn Văn Chức, sinh năm 1956, trú huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nhận được điện thoại của con trai là anh Nguyễn Văn Trương. Anh Trương là trợ lý thông tin tác chiến lữ đoàn 21, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Sau câu nói vội vàng báo tin dữ về vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi gia đình 4 người của anh Trương đang sinh sống, phía bên anh Trương chỉ còn những tiếng tút dài, khô khốc. Ông Trức và vợ hoảng loạn liên tục gọi điện thoại lại cho con trai nhưng vô vọng. Ngay trong đêm, ông Trức cùng vợ và con trai là Nguyễn Văn Trọng vội di chuyển đến chung cư nơi gia đình anh Nguyễn Văn Trương sinh sống để xem tình hình. Khi ông Nguyễn Văn Trức cùng người thân trong gia đình có mặt tại hiện trường vào khoảng 0 giờ 30 sáng 13 tháng 9, mọi thứ đã cháy rụi, rất nhiều xe chữa cháy và lực lượng công an đang nỗ lực nhằm đưa các nạn nhân ra ngoài. Đứng ở bên ngoài, ông Trức cùng vợ chỉ biết khẩn cầu cho con trai, con dâu và hai cháu nội thoát nạn. Giữa những tiếng khóc lóc, tiếng bàn tán xôn xao, họ nghe được lực lượng chức năng thông báo các nạn nhân còn sống đang được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều nhất là bệnh viện Bạch Mai. Vì thế, gia đình ông Trức đã chia nhau đến các bệnh viện để tìm kiếm thông tin của vợ chồng anh Trương và hai cháu nhỏ. Quãng thời gian ấy tưởng chừng dài vô tận, họ luôn hy vọng sẽ tìm thấy được người thân của mình, nhưng những tia hy vọng mỗi lúc một ít đi. Khoảng 7 giờ 30 sáng 13 tháng 9, Đại tá Nguyễn Hồng Vũ, chính ủy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng cùng đồng đội họp giao ban như thường lệ, nhưng không ai thấy thiếu tá Nguyễn Văn Trương. Đây là sự việc không bình thường vì vào giờ này, bao giờ đồng chí Trương cũng có mặt ở đơn vị, trường hợp vắng mặt đều xin phép. Sau đó, một cán bộ của đơn vị đã liên lạc với thiếu tá Nguyễn Văn Trương nhưng không có người bắt máy. Lúc này, Đại tá Nguyễn Hồng Vũ chợt nhớ đến vụ cháy xảy ra tại chung cư thuộc quận Thanh Xuân vừa được báo chí thông tin. Khi nghe đồng chí trợ lý khẳng định đó chính là căn nhà nơi gia đình thiếu tá Nguyễn Văn Trương sinh sống, Đại tá Nguyễn Hồng Vũ đã cử 5 tổ công tác tỏa đi các bệnh viện để tìm kiếm. Bản thân anh cũng đến công an phường Khương Đình để trao đổi thông tin. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Hồng Vũ đã gọi điện thoại cho gia đình đồng chí Nguyễn Văn Trương thì được biết rằng anh đang ở cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, anh Nguyễn Văn Trương là một trong những nạn nhân không có người thân được cấp cứu tại A9 bệnh viện Bạch Mai. Khi bệnh viện đăng tải thông tin về anh lên Facebook, một người quen đọc được đã thông tin cho gia đình. Trước đó, ông Nguyễn Văn Trức và người thân đã vào bệnh viện tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của con trai. Nghe được thông tin đó, họ mừng mừng tủi tủi vào bệnh viện. Cùng thời điểm này, một tổ công tác đã cùng với mẹ đồng chí Nguyễn Văn Trương tiếp tục tìm kiếm vợ và hai con của anh. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, họ đã tìm thấy thi thể hai con gái của đồng chí Trương. Đến tối 13 tháng 9, thi thể của vợ anh cũng được tìm thấy tại bệnh viện Quân y 103. Đến tối 13 tháng 9, Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với bệnh viện Quân y 103 đưa thi thể ba nạn nhân về huyện Sóc Sơn để gia đình làm thủ tục mai táng. Hiện tại, anh Trương đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Anh Trương nhập viện điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng do ngạt khí cháy trong thời gian dài. Sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá sức khỏe toàn diện, cơ quan chuyên môn chưa ghi nhận chấn thương gãy xương, chảy máu các cơ quan nội tạng. Hiện tại vẫn có nhiều hy vọng cứu chữa cho anh Trương. Anh Trương đang được kiểm soát đường thở và hô hấp tuần hoàn và được các y bác sĩ bệnh viện tiếp tục theo dõi xử lý tích cực. Báo Dân Trí đưa tin, tính đến nay, vụ cháy chung cư mini số 37 ngách 29/70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã khiến 5-6 người tử vong. Ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Nghiêm Quang Minh là chủ chung cư mini xảy ra vụ cháy nghiêm trọng nói trên. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã cấp giấy phép xây dựng cho căn nhà của ông Minh bằng giấy phép xây dựng số do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký. Công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ, vị trí xây dựng tại tổ 3, cụm 4, số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là hơn 167m², mật độ xây dựng 70%. Công trình được cấp phép có chiều cao 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 1.165m² với tổng chiều cao công trình hơn 20m, không tính tung thang. Song thực tế, sau vụ cháy, cơ quan chức năng xác định công trình này gồm 9 tầng và 1 tầng tum, cao quá 3 tầng so với giấy phép được cấp. Theo ghi nhận, tòa nhà trên là một trong những công trình cao nhất ngõ 29 Khương Hạ.
Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã cứu hộ được 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã vong mạng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 12 tháng 9, đám cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở phố Khương Hạ. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong chung cư. Thông tin từ báo điện tử VTV News. Theo thông tin sơ bộ, lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng 1, sau đó lan lên 10 tầng chung cư mini. Lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy. Ngôi nhà cháy rộng hơn 100m², được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chia làm 45 phòng trọ và đều kín phòng. Thời điểm cháy, cư dân đã và đang chuẩn bị đi ngủ. Thấy khói lửa, mọi người hò nhau chạy lên tầng thượng, một số nhảy xuống mái tôn nhà kế bên. Khoảng 15 xe cứu hỏa cùng 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường. Do nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đỗ ngoài phố Khương Hạ, dẫn vòi rồng vào trong. Cảnh sát phải dùng thang dây tiếp cận qua các ô thoáng để vào các phòng soi đèn tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 9, ngọn lửa được cơ bản khống chế và phải tới khoảng hơn 2 giờ ngày 13 tháng 9, khói mới được dập tắt. Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước từ vòi rồng từ tầng 3 đến tầng 9 để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Đến 5 giờ 30 ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài và đưa người bị thương đi cấp cứu. Đại diện một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội cho biết đã tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ cháy và đang tích cực cứu chữa. Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Liên quan đến vụ cháy ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị Xuân, 28 tuổi, tên đã được thay đổi, chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy. Gia đình chị rất may mắn khi cả 4 người trong nhà đều thoát nạn. Thông tin từ báo Dân Trí, chị Xuân thều thào kể lại, giữa đêm nghe tiếng báo cháy nên hai vợ chồng chị chạy xuống tầng 1, nhưng thấy khói, tắt nghẽn không ra được nên lại quay lên tầng 8. Lúc này chồng chị kéo các con cùng với một vài người hàng xóm chạy vào nhà, đóng kín cửa. Nữ bệnh nhân kể lại, khói ngạt không chịu được nên chúng tôi chui vào tủ quần áo trốn, đồng thời gọi cứu hộ. Sau đó nghe lời cứu hộ, chúng tôi chạy ra hành lang, được cứu hộ giải cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Vũ Việt Hà, khoa cấp cứu và hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh nhân hiện tỉnh, thở oxy liều thấp, có thể được ra viện trong một vài ngày tới. Bệnh nhân đã được làm xét nghiệm khí CO trong máu. Nếu khí CO tăng, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến trung tâm cao áp để thở oxy. Bác sĩ Hà cho biết thêm, khí CO ngoài gây tổn thương trực tiếp còn gây tổn thương não về sau này. Chúng tôi sẽ lưu ý theo dõi, đánh giá bệnh nhân trước khi ra viện để tránh bệnh nhân về nhà ảnh hưởng đến trí nhớ sau này. Theo bác sĩ, liên quan đến cấp cứu các nạn nhân trong vụ cháy, thường có một số tình huống như sau. Thứ nhất là ngạt khói, gây tử vong do thiếu oxy tại chỗ, ngộ độc khí CO. Đặc biệt, những trường hợp cháy trong thời gian dài như vụ cháy trên, nếu người dân ở trong phòng kín lâu, ngoài khói còn khí CO dễ gây ngộ độc. Thứ hai là nhiệt độ cao gây ra bỏng cấp, phỏng da, bỏng đường thở, nhiệt cao gây phù nề đường thở, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Thứ ba là các trường hợp bị chấn thương do nhảy hoặc ngã từ trên cao xuống, va đập trong lúc chạy khỏi đám cháy. Bác sĩ khuyên, trong tình huống xảy ra đám cháy, người dân ít nhất nên phủ khăn ướt, che kín mặt mũi để tránh khói. Tuy nhiên, việc làm này cũng không ngăn được ngộ độc khí CO. Trong đám cháy, nếu ở trong phòng kín quá thì dù có khăn ướt vẫn có thể bị ngộ độc khí CO. Vì thế, ngay khi được cứu thoát khỏi đám cháy, các nạn nhân được cho thở oxy ngay để đảm bảo cung cấp oxy, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, kiểm tra các vết thương trên người, đặc biệt vết thương do ngã, va chạm, sau đó chuyển vào bệnh viện để đánh giá sâu hơn. Tại bệnh viện, các nạn nhân sẽ được đánh giá mức độ bỏng, tình trạng suy hô hấp, xem có bị tổn thương đường thở, xét nghiệm khí máu xem có bị ngộ độc khí CO. Trường hợp bị ngộ độc khí CO sẽ được áp dụng thêm biện pháp thở oxy cao áp. Bệnh nhân bị ngộ độc khí CO có thể bị tổn thương não, hôn mê, không tỉnh lại được nên cần theo dõi sát. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!